Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ Trong video buổi tối hôm nay Kênh học của Tuấn Lai sẽ gửi tới các bạn một trận cờ đỉnh cao vào năm 2013 Một trận đại chiến của hai kỳ thủ rất mạnh trên kỳ đàn thế giới Và đầu đánh trong cúp thế giới năm 2013 Chúng ta sẽ cùng đón xem cuộc đại chiến thương ngoại tinh lệch khách Vương Thiết đại diện tiêu biểu của làng cờ tướng Trung Quốc Thi tài cùng danh thủ tòa nhân lốt của Macau trong trận chiến này, Vương cầm đỏ đi tiên lập tức triển khai thế trận khai cục bằng đường cờ binh 7 tiến 1 tiến tốt thông đường. Bên đen của ta đối phó lại bằng hệ thống đối binh cục Vương, pháo đầu và bên đen. Mã 2 tiến 3 để phòng thủ trung lộ ngay. Bên tiên mã 8 tiến 7, bên đen mã 8 tiến 7 và vương cho xe 9 bình 8. Tao xe 1 bình 2. Vương phát triển mạng theo đường biên và bên đen đối phó lại bằng hệ thống cờ pháo 2 tiến 4. À, Tiền pháo phong xa ngoài ra có thể phát triển hướng cờ bình 9 tiến 1. Chúng ta sẽ cùng xem qua những cờ này. Ở à, khi đó bên tiên có thể phát triển đường xe và bên đen là hệ thống cờ bình 9 tiến 1 để đưa con xe 9 lên khống chế cao điểm. Chúng ta sẽ cùng xem trong thực chiến của trận hình thì bên đen không đối phó lại bằng hướng cờ bình chỉ đến một lập tức cho pháo 2 đến 4 ngay để phong tỏa đường xe của bên đỏ. Bên tiên vương xe 1 tuyến 1. Và bên đen đã không hệ thống cờ pháo 2 bình 3 để ngăn đường. Trong thực chiến quỳnh cục thì bên đen của tàu nhà lỗi lập tức lựa chọn biến hóa là tượng 7 đến 5. Bên tiên pháo 2 bình 3, bên đen dị 6 tiến 5 chứ không đi hệ thống cờ vào 2 tới 2 để mượn đường cho mã 7 tiến 8 phong tỏa đường xe của bên đỏ. À, chúng ta sẽ cùng xem. Bên đen dị 6 tiến 5 và bên tiên của Vương Thiết đã có thời cờ chạy con xe 1 bình 2 ngay để khống chế đường ra quân của bên đen. Xe 9 bình 8 Bình 3 tiến 1 và thướng cờ tách phó qua yêu cầu đấu cây. Sau khi bên đỏ của Vương tiến xe, các bạn thấy được là bên À, tiên bắt đầu có thể tấn công khá mạnh khi đi hệ thống cờ bình 3 tiến 1 khiến con tượng của bên đen trở nên méo hơn. Bên đen tào 5 tiến 7 và bên đỏ của ngoại tinh lệch khách đã phóng được con mã 7 tiến 6 ngay đang đe dọa thủ pháp bình 7 tiến 1 tiến tốt để đánh cây. Đây thì bên đen có hai biến có thể chơi trong thực chiến quỳnh cờ thì bên đen đã chạy pháo ngay bằng hệ thống cờ là pháo 2 tiến 2 để ngăn đường xe cũng như là tránh đi cái thủ pháp binh bài tiến 1 của biên tiên ngoài bên này thì bên đen của ta cũng có thể phát triển hệ thống cờ là pháo chiến đến 4 ở quật theo đường tốt biên để tạo ra hai pháo răng nhau đây là cái bối cảnh khiến cho biên tiên mặc dù vẫn chiếm thế cửa trên tuy nhiên sẽ bị chậm nhịp trong hình cờ xuất xe ở tức 3 tiến 5 chạy qua thì có thể phát triển mã 8 tiến 9 ngay chạy theo đường biên chúng ta sẽ cùng xem trong thực chiến quỳnh cờ thì bên đen của ta nhận lỗi lập tức lựa chọn biến hóa là pháo 2 tiến hai để ghim đường xe của bên đỏ Vương cho tách pháo đầu qua, nhòm một lộ 3. Bên đen từ 3 tiến 5 và đường cờ vật tốt ngay. Pháo 9 binh 7 đến từ danh thủ 80 lỗi. Từ đây thì bên đỏ đã không lựa chọn biển hóa đơn giản nhất mà các bạn có thể thấy được là hướng cờ vật pháo ngay chấp nhận để cho bên đen có thể thoát mã 8 tiến 7. À, khi đó bên tiên vẫn chiếm một cái thế tốt hơn một chút khi có thể phát triển đường cờ mã 1 tiến 3 đánh lâu dài về sau. À, tuy nhiên thì ngoại tình là khách với tư duy khác biệt của mình, anh đã lập tức được chọn biến hóa bỏ tượng ngay bằng hình cờ tách con phá qua lỗ 7, thêm một tầm nhìn thiên tài của danh thủ số 1 của cái đàn Trung Quốc. Bên đen tỏ hữu đã có thời cơ anh lập tức cho phá vật tượng. Phương xị 4 tiến 5 và đường cờ mã 8 tiến 7 để phòng thủ đường tốt biên không cho bên đỏ có thời cơ vật phá qua tốt để cướp đường. Vương tượng 7 tiến 5, ép pháo chạy qua góc và đi đường hệ thống cờ là mã 1 tiến 3 vang mã lên để tấn công khiến cho đường mã 7 của bên đen khó xuất kích hơn. Bên đen tàu xe 2 tiến 3 và bên vương đi tiếp hệ thống cờ pháo 7 tới 1, một hình thức chờ thời như là mở đường cho pháo thoát qua cánh khác để đối công. Bên đen hạ sĩ, bên vương cho lên sĩ để có thể sửa hình, đồng thời có thể hỗ trợ cho đường pháo tách qua lỗ khác Tới đây trong thực chiến của trận hình thì bên đen của Tào lập tức là chuyển hóa là binh 1 tiến 1, một lối chơi có phần hơi bị động một chút, ngoài ra có thể phát triển đường cờ binh 5 tiến 1 thì có phần tốt hơn khi tương lai có thể cấu kết hệ thống liên hoàn mã lên. À, chúng ta sẽ cùng xem cho thực chiến đường cờ tiến binh biên không có quá nhiều mục đích đã để cho bên đỏ có bắt đầu có thể tấn công rất mạnh đầu tiên vương địa thống cờ tiến tốt À, tượng qua thông qua đó để có thể làm méo hình của đen anh lập tức điều con à, pháo 7 bình 3 các bạn thấy là một cái thủ pháp địch cây khá hay đang ám phục thủ pháp mã 3 thay 4V để tạo thế đánh đôi ở trong thực chiến thì bên đen ngay lập tức đi hệ thống cờ là xe 2 tiến 2 ngay để nhòm vào con mã của bên tiên ngoài bên trên các bạn có thể thấy nếu mà bên đen sai lầm mà đi hệ thống cờ là thoát tượng về thì sao à, khi đó bên đỏ của vương sẽ có tình huống cờ rất hay phương án cờ mã 3 thay bốn để tạo thế đánh đôi các bạn thấy đây là cái hình cờ mà bên đen sẽ bị kém quân khi mà biến đỏ sẽ còn tình huống pháo vất mã ngay. Ở trong thực chiến của trận đấu trên thì bên đen của tỏi lỗi cũng vẫn làm một kỳ thủ rất mạnh anh lập tức điều con xe 2 tiền 2 bắt mã. Bên đỏ vương cho pháo phá tượng. Đổi cây và đi tiếp hệ thống cờ thoái tượng về đến từ bên đen. Ngoài ra các bạn có thể thấy nếu mà bên đen đi hệ thống cờ là xe 4 tới 2 thì bên tiên vẫn có thể thoát pháo ngay bằng đường cờ tách pháo qua hoặc là tiến xe ngăn đường. Ở trong thực chiến thì bên đen đã lập tức hệ thống cờ là tượng 3 thời năm. Bên đỏ thoát pháo và bên đen đã đi hệ thống cờ là xe 4 thoái 1 về đây một lựa chọn không thực sự tốt của danh thủ tạo nhiều lỗi. Ngoài ra thì bên đen có thể tiến binh năm thì có phần tốt hơn. Đây là cái đường cờ có thể mai phục thủ pháp thoái xe bắt đôi hoặc là hệ thống cờ cấu kết lên mã lên đường trung lộ. Ở trong thực chiến thì bên đen của tàu xe 4 thoái 1 và bên vương đã tiến xe bắt mã ngay mã 7 thoái 5, biển đỏ tiếp tục mã 3 tiến 5, một đường cờ rất hay của danh thủ số 1 của cái đàn Trung Quốc. Các bạn thấy đây một biến hóa rất là cao tay của Âu Vương. Nếu trong bối cảnh trên bên đen sai lập đi đường cờ tiến binh 5 thì sao? khi đó bên đỏ sẽ không thoát mã về mà lập tức đi một hướng cờ rất cao khiến cho bên đen sẽ phải cục ngã ngay bằng tình huống cờ phế pháo để nhập pháo 7 bình 5 không chế trung lộ. Đang đe dọa thủ pháp pháo 3 tiến 3 ép buộc là bên đen phải mã 3 tiến 5 khi đó bên vương sẽ có tình huống cờ xe 8 bình 5 và các bạn thấy được là bên đen sẽ thua cho mình cửa trên vẫn đang phục thủ pháp pháo 3 tiến 3 bên này có chạy qua thì lắc đường à, pháo 3 bình 7 ngay xe theo đứng vào chân mã cũng thua cuộc à, chúng ta sẽ cùng xem bên đen đã không đi đường cửa đó lập tức cho xe 4 bình 5 hạn chế sức mã biên vương cho tách pháo qua à, thoái thượng về và đường cờ tách pháo theo hai hướng tấn công rất mạnh Mã 3 tiền 2, vương đâm vào tấn công. Bên đen thoái về và bên đỏ tiếp tục đường cờ. Pháo 2 tiền 3 đang đe dọa đường cờ xe 8 bình 5 để chống cục. Trong hình này, trong thực chiến của trận hình thì bên đen của danh thủ tán lỗi đã phải buông cờ xin thua. Bởi các bạn thấy đây là cái biến rất khó phòng thủ dành cho bên đen. Chúng ta có thể thử phân tích qua như sau trong bối cảnh mà bên đen lên tướng thì sao? Khi đó bên đỏ của Vương là một tay cờ đỉnh cao của Trung Quốc hoàn toàn sẽ có tình huống phế xe rất hay, phương án thoái xe để bắt mã ngay. Bên đen ăn qua là bên đỏ có thể nhảy mã để chiếu tứ thông qua đó bắt lại xe, vẫn chuyển thành hình cờ tàn chắc thắng dành cho bên tiên của ngoại tinh lệ khách. Như vậy chúng ta thấy được bên đó thì bên đen cũng thua về phần tác chiến cờ tàn. Trong một hình cờ khác, bên đen thoái mã 2-4V, thì bên vương vẫn có thể đóng xe vào để chiếu tướng. Bên đen có quay mã về để thủ thì bên đỏ vẫn là đường cờ tách cây, khiến cho để rất khó để có thể thủ tiếp trong những đường hướng phát triển phía sau mã thất qua là đường cờ tiến xe ngay và lắc qua đây các bạn thấy tướng chạy qua lộ 4 là bình xe và lộ tứ để bắt lại mã trong bối cảnh mà tướng chạy qua lộ lục khi đó bên tiên sẽ có tình huống tháo còn pháo hai thoái 8 về để chạy qua lộ 4 để đối công vẫn là hình cờ mà bên đen sẽ thua tan tác về sau như vậy kênh học của tướng lai vừa phân tích và bên đen cùng các bạn vào đánh trên một ván cờ rất hay của danh thủ số 1 của kỳ đàn trung quốc ngoại tinh lệ khách vương thét xứng đáng với thiệu long tại nhân gian của kỳ đàn dành cho anh Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của kênh. Rất mong các bạn thấy tiếp tục like, đăng ký, đón chào chương trình mới của kênh trong thời gian tới đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn.